Sau 11 vòng đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội trở thành một trong hai đội bóng chắc chắn góp mặt tại vòng 8 đội đua tranh vô địch tại giai đoạn 2. Đặc biệt với việc chiêu mộ thành công bản hợp đồng bom tấn mang tên Quang Hải, đoàn quân của huấn luyện viên Flavio Cruz được tiếp thêm sự tự tin trong cuộc đua tới ngôi vương, mà trước mắt chính là cuộc đọ sức với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vào tối 24 tháng 6. Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa ở vòng 11 V-League mang đến sự tự tin rất lớn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trong cuộc đua đến ngôi vương ở mùa giải năm nay. Rất nhiều người cho rằng trận đấu đó nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt của mùa giải này. Sau trận thắng ngay trên sân khách, đội bóng ngành Công an đã thu hẹp khoảng cách về mặt điểm số trên bảng xếp hạng với đội bóng Sư Thanh xuống còn 1 điểm. Cục diện và vị trí trên bảng xếp hạng có thể sẽ thay đổi chỉ sau một vòng đấu. Vì vậy, huấn luyện viên Flavio Cruz rất muốn các học trò thi đấu tập trung và hướng tới mục tiêu cao nhất qua từng trận đấu. Trận thắng Thanh Hóa giúp chúng tôi có thêm sự tự tin bởi họ chơi trên sân nhà tốt. Tôi dặn các cầu thủ phải tập trung và giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo. Trước mắt là với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thắng tưng bừng đội đầu bảng, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, huấn luyện viên Flavio Cruz thì lại đang giúp cho những ngôi sao hồi sinh. Không những vậy, Công an Hà Nội còn như hổ mọc thêm cánh khi vừa chính thức công bố bom tấn mang tên Nguyễn Quang Hải, người mà nhiều khả năng sẽ góp mặt ngay trong trận đấu thuộc vòng 12 với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tối ngày 24 tháng 6 trên sân vận động Hàng Đẫy. Sự xuất hiện của Quang Hải bên hành lang trái sẽ tạo nên sức mạnh vô cùng đáng sợ cho câu lạc bộ này, nhất là khi ở phía sau cựu tiền vệ Po FC là một văn hậu đầy cơ động trong cả phòng ngự và tấn công. Đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 V-League sẽ là cơ hội để Công an Hà Nội thể hiện bản lĩnh của mình. Trải qua 11 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 4 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 2 lần. Rõ ràng những con số kể trên cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Nhưng trong ngày ra mắt siêu bom tấn Quang Hải, cùng với đó là cuộc chiến tranh ngôi vương, rõ ràng người hâm mộ của câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chỉ hài lòng nếu đội bóng của mình có được 3 điểm tuyệt đối trên sân nhà. Màn so tài giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6, tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng của FPT Play. Sau 11 vòng đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng đầy mâu thuẫn. Họ là một trong số những đội bóng ghi bàn nhiều nhất giải, nhưng lại chính là đội bị thủng lưới nhiều nhất. Do đó, sự góp mặt của những tân binh như Brandon Lucas hứa hẹn sẽ mang lại sự thú vị khi họ làm khách của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào cuối tuần này. Sau giai đoạn tạm nghỉ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Họ chia tay trung vệ Johnny Campbell để chào đón một người cũ. Brandon Lucas, trung vệ người Brazil, đã chia tay đội bóng từ cuối mùa giải trước, nay đã trở lại trong hành trình giúp đội bóng trụ hạng ở mùa giải năm nay. Brandon Lucas có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam, và đó là điều huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang rất cần để củng cố hàng phòng ngự. Sau 11 trận đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chính là đội để thủng lưới nhiều nhất tại V-League 1 2023 với 26 bàn thua. Như vậy, trung bình mỗi trận, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bị thủng lưới 2,6 bàn, và điều đó khiến cho mọi nỗ lực tấn công của họ trở thành công cốc. Lúc này, hàng công là yếu tố giúp cho huấn luyện viên Vũ Tiến Thành an tâm nhất. Dù đứng áp chót bảng xếp hạng trước vòng đấu thứ 12, song câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang là đội ghi nhiều bàn thứ 3 tại giải với 19 bàn, chỉ kém hai đội đang dẫn đầu là Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội. Tôi cho rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi tốt trong mấy trận gần đây. Chúng tôi ghi được rất nhiều bàn và tôi tin mình sẽ góp phần đảm bảo chiến thắng cho đội bóng. Tôi tin rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tôi tin đội bóng của mình sẽ trụ hạng và sau đó bước vào hành trình chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Mùa giải năm nay sẽ vô cùng đáng xem. Việc củng cố hàng thủ rõ ràng là điều mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần nhất. Trước mắt là cho trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai sắp tới. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak không hề suy yếu dù hàng loạt trụ cột ở mùa trước ra đi. Vị trí của Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công đang được lấp đầy bằng những cái tên thú vị như Châu Ngọc Quang, Đinh Thanh Bình và cả Nguyễn Quốc Việt. Thậm chí Thanh Bình còn tiến bộ vượt bậc và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đó có lẽ là đối thủ chính của Brandon Lucas ở trận đấu tới. Bên cạnh Washington Randall luôn di chuyển rộng với khả năng quấy nhiễu cực tốt. Tuy nhiên, đó cũng là lúc trung vệ người Brazil chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị để chơi một trận ra trò.
Việc tập luyện đều rất ổn, tinh thần cả đội thoải mái. Chúng tôi đã chơi không tồi ở mấy trận gần đây, thế nên tôi tin rằng đội bóng của mình sẽ cống hiến tất cả, chơi thật tốt và rời Pleiku bằng một chiến thắng. Với Victor Mansaray, Daniel Green và Hoàng Vũ Samson trên hàng công, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu phương án tấn công. Nếu hàng thủ được củng cố thì tuyên bố của Brandon Lucas cũng không phải là quá xa tầm với của họ. Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vẫn đang bất bại tại thiên trường mùa này. Tuy nhiên, con số thống kê cũng không thể làm không khí tại nơi đây bớt ảm đạm hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng tại V-League 2023. Mục tiêu tiên quyết tại vòng 12 là phải thắng, nhưng đó là nhiệm vụ không hề đơn giản khi đối thủ lần này là câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Là một trong những đội bóng đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về nhiều cầu thủ chất lượng, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định từng trở thành hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu V-League 2023. Thậm chí có thời điểm đội bóng Thành Nam vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, kể từ sau thất bại đậm đà 0-4 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 7, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vẫn chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng. Họ tiếp tục bị cầm hòa 3 trận liên tiếp với câu lạc bộ Hải Phòng, Topelen Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mới nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 11. Với một đội bóng tham vọng được đầu tư lớn như Thép Xanh Nam Định, đây không phải là kết quả đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Về lý thuyết, đội bóng Thành Nam vẫn còn cơ hội đứng trong top 8 sau khi kết thúc giai đoạn 1 nếu họ giành 3 điểm trong 2 trận đấu còn lại. Về lực lượng, hai ngoại binh Vinicius và Namani sớm phải chia tay câu lạc bộ sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Hai sự thay thế đó là bộ đôi tân binh Douglas Coutinho và Andre Luiz. Đối với đội khách Đông Á Thanh Hóa, mãi đến tận vòng đấu 11, đội bóng này mới chịu thất bại đầu tiên của mùa giải. Trận thua nặng nề 1-4 ngay trên sân nhà giống như một khoảng lặng giúp cho huấn luyện viên Veliza Popov có thể khắc phục những lỗ hổng trong cỗ máy chiến thắng mang tên Đông Á Thanh Hóa. Hay nói cách khác, đây sẽ là bài test hạng nặng kiểm tra khả năng đứng dậy sau thất bại của một đội bóng mơ tới danh hiệu vô địch ở mùa giải này. Một thất bại có thể là tai nạn, nhưng nếu xảy chân tại thiên trường, đó sẽ là một vấn đề phức tạp hơn gấp bội dành cho vị chiến lược gia người Bulgaria. Một chiến thắng là điều tiên quyết với cả hai đội bóng. 3 điểm sẽ tạo cú hích tinh thần cực lớn cho Thép Xanh Nam Định sau chuỗi ngày dài ảm đạm. Còn với Đông Á Thanh Hóa, đó là lời khẳng định đanh thép về tham vọng xưng bá ở mùa giải năm nay. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang kém hơn câu lạc bộ Topelen Bình Định 3 điểm trên bảng xếp hạng. Do đó, nếu thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật giành chiến thắng ở trận đấu này, thì họ sẽ vượt qua được chính đối thủ để nuôi hy vọng cho một vị trí trong top 8. Đây là thời điểm người hâm mộ xứ Nghệ tiếp tục đặt niềm tin vào sự mắt tay của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Sau khi sa thải huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng, ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An đã bổ nhiệm Phan Như Thuật vào ghế nóng tại sân Vinh. Sự thay đổi bước đầu mang đến kết quả tích cực khi đội bóng xứ Nghệ có được 3 điểm quan trọng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu thứ 11. Triết lý mà tân thuyền trưởng của Sông Lam Nghệ An áp dụng cho đội là phòng ngự phản công. Huấn luyện viên Như Thuật muốn đảm bảo sự an toàn, vững chắc ở phần sân nhà, sau đó mới tổ chức các đường lên bóng nhanh để ghi bàn. Dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh, nhưng dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Huy Hoàng, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An không được đánh giá cao. Tuy nhiên, trong trận đấu ra mắt huấn luyện viên Phan Như Thuật ở vòng trước, một tín hiệu tích cực là các cầu thủ phòng ngự xứ Nghệ đều thi đấu tập trung và hóa giải thành công các chân sút của đội bóng thành phố mang tên Bác. Ở trận đấu tới, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ phải đối mặt với một chân sút xuất sắc bên phía Topelen Bình Định, đó là Rafael Sơn. Đây chính là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2023 với 10 bàn thắng sau 11 trận đã đấu. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng càn lướt của tiền đạo người Brazil sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Một phát hiện thú vị cho Sông Lam Nghệ An là những chân sút ngoại binh của họ đang có phong độ thi đấu rất tốt trên sân nhà. 3 trận đấu gần nhất tại Thành Vinh, Olaha và Soladio đều nổ súng để mang về 2 chiến thắng và 1 trận hòa cho đội bóng xứ Nghệ. Các chân sút này cũng đang tràn trề quyết tâm tiếp tục tạo nên các siêu phẩm. Nếu như Sông Lam Nghệ An vừa có được 3 điểm để lấy lại sự tự tin, thì đối thủ của họ, câu lạc bộ Topelen Bình Định, lại đang trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Từ một vị trí an toàn trong top 3, đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng rơi xuống vị trí thứ 7 khi giai đoạn 1 V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 9 là Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm
hơn đội xếp thứ 10 và 11 là Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa chỉ vòn vẹn 3 điểm. Hai trận đấu cuối của giai đoạn 1 sẽ là những cuộc chiến thực sự với Bình Định. Sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 12, họ sẽ có cuộc đọ sức với Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Nếu xảy chân trong hai trận đấu này, Paris Saint-Germain Việt Nam sẽ phải thi đấu ở giai đoạn 2 với nhóm trụ hạng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đang rất cần điểm để trở lại cuộc đua vô địch. Nhưng đối đầu với Sông Lam Nghệ An dưới thời tân huấn luyện viên Phan Như Thuật được dự báo cũng không hề dễ dàng. Nhất là khi đội bóng xứ Nghệ có lợi thế thi đấu trên sân nhà và sự hưng phấn sau chiến thắng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng trước. Đặc biệt, Sông Lam Nghệ An chỉ còn kém Bình Định 3 điểm và sẽ vượt lên chính đội bóng Đất Võ nếu tiếp tục chiến thắng ở trận đấu tới, nên sự quyết tâm sẽ càng được đẩy lên cao. Liệu Bình Định sẽ tự quyết số phận của mình hay huấn luyện viên Như Thuật sẽ giúp Sông Lam Nghệ An nối dài mạch thăng hoa? Hãy cùng theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng này vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 6 trực tiếp trên FPT Play. Lúc này, Becamex Bình Dương cùng với SCB Đà Nẵng là hai đội bóng chưa biết tê mùi chiến thắng. Vấn đề của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và câu lạc bộ Becamex Bình Dương rất rõ ràng. Đó là việc họ thiếu vắng những cầu thủ trụ cột ở tuyến phòng ngự. Do đó, việc bổ sung trung vệ người Brazil là Vinicius Cassius và tiền vệ Nicolas Olsen hứa hẹn sẽ mang lại màn đối đầu thú vị khi họ làm khách của Viettel FC. Sau 11 vòng đấu tại V-League 1 2023, câu lạc bộ Becamex Bình Dương đang đứng thứ 11. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang mang tới dấu hiệu tích cực cho đội bóng đất thủ, nhưng vấn đề hiện tại vẫn là chưa biết thắng. Thực tế, vấn đề của Becamex Bình Dương rất rõ ràng. Họ không có những nhân sự ưng ý nhất ở trục dọc. Đầu mùa này, họ chiêu mộ Moses Olaya để tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa, nhưng tuyển thủ Uganda lại dính chấn thương nặng. Trong khi đó, trung vệ Oliver bị đánh giá không đạt yêu cầu của huấn luyện viên Huỳnh Đức. Rốt cuộc sau vòng đấu thứ 11, họ đón về hai ngoại binh mới. Có thể nói, Olsen chính là con bài cần thiết trong chiến thuật của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Câu lạc bộ Becamex Bình Dương không phải lo lắng về chất lượng hàng công. Họ có tới hai chân sút xuất sắc, đó là Rimario và Tiến Linh. Chưa kể, Đoàn Hải Quân đang thi đấu ngày càng tiến bộ và trở thành quân bài quan trọng ở hành lang cánh. Tuy nhiên, họ thiếu một cầu thủ có khả năng cầm nhịp ở tuyến giữa, bên cạnh Trần Trung Hiếu mạnh mẽ và tranh chấp bóng tốt. Đó chính là điều mà Olsen đã thể hiện khi đá cặp cùng với Cao Văn Triền ở tuyến giữa của Sài Gòn FC mùa trước. Tôi nghĩ mình cũng sẽ chơi giống như khi khoác áo Sài Gòn FC thôi. Tôi chơi tiền vệ trung tâm với nhiệm vụ thu hồi bóng, chuyển trạng thái và giúp cả đội lên bóng. Nếu có thể thì kiến tạo hoặc ghi bàn nữa. Tôi hy vọng mình sẽ làm tốt công việc tại đội bóng mới. Trong khi đó, Vinicius Cassius được kỳ vọng sẽ thay thế cho Oliver ở vị trí trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, cầu thủ này mới có vài tuần để làm quen môi trường bóng đá Việt Nam và chiến thuật của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Do đó, khả năng hòa nhập và tỏa sáng của anh vẫn còn là dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, việc phải đối đầu với câu lạc bộ Viettel lúc này là thử thách khó khăn của huấn luyện viên Huỳnh Đức kiểm tra tinh thần quyết đấu của các cầu thủ Becamex Bình Dương. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng câu lạc bộ Viettel cũng phải cải tổ hàng công khi buộc phải chia tay Giovane bị chấn thương nặng. Họ đã thay thế chân sút người Brazil bằng một cái tên rất đáng chờ đợi, đó là Mohamed Essam. Cầu thủ này từng là đồng đội của Mohamed Salah khi thi đấu ở Ai Cập và đã tỏa sáng ở Thái League 2 trước khi cập bến Viettel. Do đó, người hâm mộ đội bóng này đang mong chờ sự kết hợp giữa tân binh người Ai Cập và Hoàng Đức ở tuyến giữa. Một bên đã cải tổ hàng thủ, bên kia làm mới hàng công. Chắc chắn cuộc đối đầu giữa Vinicius Cassius, Olsen và Hoàng Đức cùng với Mohamed Essam sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu trên sân hàng đẫy.
Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.